Dưới đây là một câu chuyện kỳ bí và rùng rợn về người khách cuối cùng. Tại một thị trấn nhỏ nằm hẻo lánh ở vùng núi, có một khách sạn cũ đã tồn tại hàng thập kỷ. Khách sạn không lớn và cũng không sang trọng, nhưng từ lâu đã trở thành nơi nghỉ chân của những người lữ khách đi qua vùng đất này. Tuy nhiên, có một quy tắc bất thành văn mà người dân trong thị trấn luôn tuân thủ, không ai được ở phòng số 6. Phòng số 6 nằm ở góc xa nhất của tầng 2 và dù có bao nhiêu người đến nghỉ, căn phòng này luôn bị bỏ trống. Khách sạn vẫn hoạt động bình thường, nhưng phòng số 6 luôn khóa kín. Những người trông coi khách sạn không bao giờ giải thích rõ lý do tại sao, nhưng họ luôn cảnh báo khách du lịch đừng hỏi về căn phòng đó. Một đêm nọ, một người lữ khách trẻ tuổi đến xin trọ qua đêm tại khách sạn. Anh ta đã đi rất xa và mệt mỏi, chỉ muốn tìm một nơi để nghỉ ngơi. Tuy nhiên, đêm đó khách sạn đã kín phòng, trừ phòng số 6. Người quản lý khách sạn cố gắng từ chối yêu cầu của anh ta khi anh đề nghị thuê phòng số 6, nhưng người lữ khách kiên quyết đòi phải ở đó vì không còn sự lựa chọn nào khác. Cuối cùng, người quản lý đành phải giao chìa khóa phòng số 6 cho anh. Trước khi anh lên phòng, ông ta chỉ nói một câu, nếu anh nghe thấy bất cứ điều gì lạ vào ban đêm, đừng mở cửa. Người lữ khách cười xòa và không quan tâm nhiều đến lời cảnh báo. Anh bước vào căn phòng số 6 và nhận thấy nó không có gì đặc biệt. Căn phòng khá đơn giản với một chiếc giường, một chiếc tủ gương và một cửa sổ lớn nhìn ra khu rừng tối đen bên ngoài. Mọi thứ có vẻ hoàn toàn bình thường và anh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ tuy nhiên đến nửa đêm anh đột nhiên tỉnh giấc vì cảm giác lạnh lẽo bao trùm căn phòng trở nên tối đen một cách kỳ lạ dù đèn vẫn bật lúc đó anh nghe thấy tiếng gõ cửa nhẹ nhàng nhưng kiên trì ai đó đang đứng bên ngoài phòng gõ cửa không ngừng người lữ khách nhớ lại lời cảnh báo của người quản lý nhưng sự tò mò lấn át nỗi sợ anh lắng nghe kỹ hơn và nhận ra rằng tiếng gõ cửa không phải là âm thanh bình thường nó có nhịp điệu giống như tiếng gõ từ một bàn tay yếu ớt như thể người gõ cửa không có đủ sức lực sau một hồi lâu lắng nghe, anh quyết định mở cửa, dù chỉ hé ra một chút để xem ai đang ở bên ngoài. Khi anh mở cánh cửa, hành lang hoàn toàn trống rỗng. Không có ai cả. Thế nhưng, tiếng gõ cửa vẫn vang lên, lần này đến từ phía sau lưng anh từ bên trong căn phòng. Anh quay lại và thấy một hình ảnh khiến máu trong người như đông cứng lại. Trên chiếc gương lớn ở góc phòng, có một vệt hơi nước vừa xuất hiện dù căn phòng hoàn toàn khô ráo. Và trong vệt hơi nước đó, dần dần hiện ra những chữ viết nguyệt ngoạc, đừng mở cửa. Hoảng sợ, anh lao ra khỏi phòng, chạy xuống tầng dưới và gặp người quản lý khách sạn. Khuôn mặt người quản lý không có vẻ ngạc nhiên, ông chỉ nhẹ nhàng nói, "Tôi đã bảo anh rồi mà." Sau đêm đó, người lữ khách rời khỏi thị trấn, không bao giờ quay lại và cũng không bao giờ kể lại câu chuyện cho bất kỳ ai khác. Phòng số 6 vẫn tiếp tục bị khóa kín và khách sạn nhỏ bé ấy vẫn tồn tại, chờ đợi những lữ khách dũng cảm hoặc bất cẩn bước vào. Người dân trong thị trấn kể lại rằng, căn phòng số 6 đã bị nguyền rủa sau một sự kiện kinh hoàng xảy ra nhiều năm trước, khi một người phụ nữ chết bí ẩn trong đó. Từ đó, bất cứ ai ở trong phòng đều nghe thấy tiếng gõ cửa, nhưng không phải từ bên ngoài mà từ phía trong căn phòng. Người khách cuối cùng là một câu chuyện kinh dị rùng rợn về sự tò mò dẫn đến những hậu quả khủng khiếp. Căn phòng số 6 mãi mãi bị ám và những ai dám mở cửa khi nghe thấy tiếng gõ sẽ phải đối mặt với nỗi kinh hoàng không thể giải thích.